Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ 5 với chủ đề Từ nhận thức đến hành động. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và địa phương. Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí về Tài nguyên và Môi trường là những danh hiệu cao quý của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho những tổ chức, cá nhân, cộng đồng, những phóng viên báo chí có thành tích xuất sắc, luôn sẵn sàng và đồng hành trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Giải thưởng Báo chí về Tài nguyên và Môi trường, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 12 giải B, 20 giải C, 2 giải tập thể dành cho đơn vị Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Giải thưởng Môi trường Việt Nam, ban tổ chức đã trao cho 34 tổ chức, cộng đồng, cá nhân có thành tích trong bảo vệ môi trường thuộc 3 lĩnh vực, gồm lĩnh vực quản lý về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường, lĩnh vực phòng ngừa, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường.